Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra cảnh báo các tỉnh Nam Bộ đang bước vào đợt chiều cường đầu tháng 8 âm lịch. Trong khi đó thì nước từ vùng đầu nguồn sông Cửu Long lại lên nhanh nên nguy cơ cao gây ngập úng trong những ngày tới. Dự báo đến ngày 15 tháng 9, mực nước tại Tân Châu có thể lên mức 4,25 đến 4,35 m, thấp hơn báo động 3 từ 15 đến 25 cm. Tại Châu Đốc lên mức 3,8 đến 3,9 m, dưới báo động 3 từ 10 đến 20 cm. Khu vực nội đồng vùng Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên, nước tiếp tục lên đến nửa cuối tháng 9 trong khoảng báo động 2 đến báo động 3. Tình hình thủy văn trên sông Mekong đang diễn biến phức tạp, mực nước trên thượng nguồn tiếp tục lên, đề phòng khả năng lũ ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng dâng cao khi xảy ra các hình thế thời tiết bất lợi trên khu vực. Hiện các địa phương đang khẩn trương gia cố các bờ bao sung yếu và hỗ trợ cùng bà con tiến hành thu hoạch các diện tích lúa đã chín ngoài đê bao để giảm thiểu thiệt hại. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, mức độ rủi ro thiên tai do chiều cường ở cấp độ 2, mức nước tại các trạm đo vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai đang ở mức cao trên báo động 1 và tiếp tục lên trong những ngày tới. Khả năng đạt mức cao nhất vượt báo động 2 vào ngày mai và ngày kia nên nhiều khu vực trũng thấp ven sông sẽ bị ngập.